Kênh YouTube Bác sĩ Cây Nho Ninh Thuận xin chào tất cả các anh chị. Thì đúng như đã hứa, thì hôm nay là ngày 25 tháng 1 Tây. Thì hôm nay em cùng với ba của em là bé Ba Dung sẽ quay tổng hợp lại toàn tập quy trình của vườn nho xanh từ lúc mà dưỡng cành, bấm cành cho đến giai đoạn chín. Thì đến đây thì vườn nho xanh nhà em đã được 3 tháng 11 ngày rồi. Và hiện tại thì farm em cũng đang bắt đầu thu hoạch quả và đang đóng hàng ở phía trên. Đó. Thì nào mời các anh chị hãy gặp ba của em để ba của em chia sẻ thêm tổng quát về cái quy trình trồng nho luôn, để cho các anh chị có một cái nhìn tổng quát về từng giai đoạn như thế nào, thì để cho các anh chị dễ biết và dễ chăm sóc hơn. Nào mời các anh chị hãy gặp ba của em nhé. Dạ con chào ba. Ba chào con. Dạ, thì đến đây thì vườn nho xanh nhà H01-48 nhà mình đó đã được 3 tháng 11 ngày. Và hiện tại thì con thấy là nho đã vàng hết rồi. Thì vậy thì giai đoạn này là mình đang bắt đầu thu hoạch nho rồi hả ba ha? Thì xin chào các bạn và các anh chị. Dạ. Đã đang xem. Dạ. Nho xanh nói chung là NH0148. Dạ. Đó. Thì coi như là hiện nay là bắt đầu là tôi đang thu hoạch. Dạ. Đó. Nho thì bữa nay là 3 tháng 11 ngày. Dạ. Đó thì những chùm nào mà nó ra trước, dạ, thì nó chín trước, nó vàng trước. Dạ. Đó là những mình thu hoạch lần lần. Mà nếu mà đúng tới 3 tháng rưỡi đến 3 tháng 20 ngày, dạ, là rộ, dạ, là thu hoạch miết tới 28 Tết, dạ, là đã hết. Đó, đã hết vàng. Dạ. Đó, thì cũng bữa nay là tôi cũng chia sẻ với các bạn. Đó là nói lại, dạ, từ bỏ phân từ đầu tới cuối. Dạ. Đó, cho tới mùa mưa. Dạ. Đó. Là bữa nay chín, yeah, bữa nay là nói chung là hết qua mùa mưa rồi, yeah, rồi qua mùa xuân rồi, đó. Thì cũng chia sẻ các bạn á là sơ lược, tôi sơ, yeah, lược lại từ, yeah, đầu đến cuối, yeah, cho các bạn chú ý, yeah, đó, để có làm nho xanh thì làm theo cái kỹ thuật đó. Yeah. Thì nếu mà tính ra như nho này thì tôi bấm là 28 tháng 8. Dạ. Là âm lịch á. Ông ba tính là tính âm lịch hả ba ha? Âm lịch. Dạ. Đó thì thường thường tôi tính âm lịch hơn. Dạ. Vậy là cho con hỏi thêm á, là nếu mà mình canh bấm Tết như vừa nho nhà mình á, thì mình bấm là tầm cái giai đoạn là, cái này ông ba nói là 28 tháng 8 hả? Vậy là cuối tháng 8 mà được hả ba ha? Nếu mà các anh chị nào mà muốn canh Tết thì đúng, đối với vườn nho xanh thì là mình sẽ canh vào gần cuối tháng 8. Nếu đó, mà xin nhắc lại các bạn là đúng ra, dạ, là 20 tháng 8 thôi. Dạ. 20 mình... tháng 8 là mới đúng. Dạ. Nhưng mà vừa là 20 tháng 8 là mưa quá. Dạ, còn mưa. Mưa quá, dạ, cho nên là tôi bấm không được. Dạ. Thì phải nén đó là vài ngày nữa. Vậy là cho mình nó dứt mưa là mình mới bấm canh được. Dạ. Đó là vừa là bấm 28 tháng 8. Dạ. Vậy là nếu mà mình canh tốt là mình phải song song kết hợp là mình xem thời tiết nữa ba ha? Xem thời tiết nữa. Ừ, ví dụ nếu mà mưa quá làm sao các bạn mà đứng đó mà dầm mình mà bấm được. Dạ. Đó, chờ mà trời mà tạnh ráo là mới bấm được. Dạ. Chứ mưa dầm cả ngày sao mà đứng đó mà bấm được. Dạ. Vậy là em nói thêm với anh chị nha. Nếu mà nho xanh mà muốn canh tốt á, thì cái giai đoạn mà thích hợp nhất là từ giai đoạn 20 tháng 8 đến cuối tháng 8 đi. Rồi đúng, muốn cắt cành hay không á, thì các anh chị phải kết hợp thời tiết, thì xem trong khoảng thời gian đó mà các anh chị nào mà muốn canh tốt á, thì mình sẽ bấm vào thời điểm đó thì kết hợp với thời tiết mà ngày nào mà tốt á, thì mình sẽ bấm. Dạ. Yeah. Vậy là tiếp theo là cái quy trình mà chăm sóc vườn nho khi mà mình bấm cành xong, thì ba chia sẻ cho các anh chị từng giai đoạn á, tổng hợp lại cho các anh chị xem dễ hiểu hơn đó, từng đến bây giờ luôn, rồi để cho anh chị tổng quát lại thì ba chia sẻ cho các anh chị cùng biết nha ba. Thì bây giờ tôi cũng chia sẻ các bạn và các anh chị. Dạ. Đó là từ đầu đến cuối lại. Dạ. Đó khi mà tôi tính là bấm ngày 28. Dạ. Tháng 8. Dạ. Thì trong khi đó mùa mưa. Dạ. Đó
Nếu mà đúng mà các bạn mà trời mà không mưa, nếu mà trời không mưa thì coi như là 5 ngày mình tính từ ngày bóng cành. Dạ. Đó, mà 5 ngày nó ráo á, dạ, thấy cái hầm nó khô á. Dạ. Thì các bạn trán nước vô. Dạ. 5 ngày. Dạ. Đó, trán nước vô. Là cho... mới bám xong mà 5 ngày thì bắt đầu đầu tiên là mình phải trán nước. Trán nước vô. Dạ. Không có bỏ phân. Dạ. Đó, tại vì mình đang bấm cành là nó chưa có sưng có gì hết. Dạ. Sưng mục gì hết là dạ, các bạn bỏ phân cũng phí thôi. Dạ. Nó không có hút được. Dạ. Nó hút nó ra nước hết. Dạ. Mấy ngày đầu là mình bấm nó ra nước. Dạ. Giờ tính từ ngày bấm tới đổ 5 ngày. 5 ngày là mình là mốc. Nó khô mạch. Dạ. Đó, nó khô mạch. Rồi bắt đầu từ 5 ngày đổ lên đến 10 ngày. Dạ. Đó, là bắt đầu nó sưng mục rồi đó. Dạ. Nó sưng mục nhiều rồi đó. Là thường. Các bạn nên bấm phân vô. Dạ, thường là khoảng 10 ngày. 10 ngày. Dạ. 10 ngày đến 11, 12 ngày á. Dạ. Là các bạn vô nước lại nếu mà trời không mưa. Dạ. Trời mưa thì nghỉ luôn. Ừ. Đó. Trời không mưa, hầm ráo. Dạ. Thấy trời mà nhìn trời mà thấy tạnh ráo á. Dạ. Thì các bạn nên thêm nước vô rồi vô phân. Dạ. Vô phân lúc đó là các bạn vô phân 20 15. Dạ, 20 20 15. Dạ, 20 15. Dạ rồi. Đó, cây á. Dạ. Nói chung là hãng nào cũng được. Dạ. Rồi bắt đầu tiếp đến. Dạ. Là các bạn là 5 đến 7 ngày sau. Dạ. Là thấy trời mưa nữa thì thôi khỏi ngót. Dạ. Khỏi ngót nước. Dạ. Có mưa xuống là đủ là nó tan phân rồi. Dạ. Còn nếu mà trời không mưa. Dạ. Là các bạn ngót nước vô lại. Ngót nước vô lại để nó tan phân không ba hả? Ngót nước không thôi. Ừ. Đó, ngót nước vô lại là bắt đầu nó xay lo rồi đó. Xay lo. Từ đến là 13 đến 15 ngày là dạ, nó xay lo rồi đó. Dạ, là nha xay lo. Nó đâm cái đầu bông nhọn nhọn. Dạ, là lúc đó là bông hay không là nếu mà mình có kinh nghiệm là mình xem vào là mình biết đó có bông liền. Có bông liền. Đó, dạ, như mà nha xanh tôi đó là tôi quay từ đầu đến cuối cho các bạn á. Dạ. Đó, hả 15 ngày là thấy bông cái đầu bông rồi. Dạ. Đó. Rồi bắt đầu là kế tiếp. Dạ. Đó, là các bạn ngón nước là nó xay lo làm bông rồi. Dạ, là đó, lúc đó là giai đoạn 15 ngày đó. 15 ngày. 15 ngày rồi. Rồi, các bạn nên phun thuốc. Dạ. Cái lúc đó là nên phun thuốc. Dạ. Đó, hả, trời mưa thì mình xịt xiết mấy cái thuốc là theo trị thắng thư, dạ, móc xương rồi đó. Dạ. Thì cái đó là tôi những cái video trước là cũng lên hướng dẫn cho các bạn và các anh chị rồi. Dạ, và con đó, xin bổ sung thêm á. Là cái giai đoạn mà nho đang bắt đầu mà 10 ngày á, xay lo thì mình cũng có kết hợp tạo bông với abo kết hợp hả ba? Để ba chia sẻ thêm cái đoạn đó luôn cho các anh chị biết luôn. Đó, dạ, thì nếu mà 10 ngày nó sưng mục là các bạn nên kết hợp phải phun cái tạo bông với bo rồi. Dạ. Đó, phải có cái đó lên. Mình khoảng bông màu thơm. Mình phun khoảng 2 lần hả ba? Ví dụ 10 ngày đến giai đoạn là 12, 13, 14 ngày mình phun lại là phun 2 lần là được hả ba? Đúng, 2 đến 3 lần cũng được. Dạ, đó. Là nếu mà 3 lần cũng được. Dạ. 3 lần những còn một cái số chót nó nước sâu á. Dạ. Thì cho nó làm luôn. Dạ. Là đến phun cho tới đến là từ nửa tháng đến 20 ngày. Dạ. Là phải có làm bông đến làm bông 3 lần. Ừ. Đó. Mục đích thì cho nó làm bông cho chắc. Dạ, chắc đó, hơn. Nó bông nó chắc nó tạo cám rồi được. Dạ. Đó, nếu mà trời mưa thì nó cũng tạo cám rồi được. Dạ. Nó không có mất bông. Dạ. Đó thì xin cũng nhắc lại cho các bạn hiểu. Dạ. Rồi bắt đầu là tôi nói tiếp. Dạ. Là 15 ngày là nó đã bông rõ rồi. Dạ. Thì các bạn á là cứ nếu trời mưa thì thôi nên phun thuốc. Dạ. Rồi phun thuốc thôi. Dạ. Đó, chứ không có phân gì nữa. Dạ. Đó. Rồi sau đó mà nó nằm khoảng 20 dạ, 25 ngày. Dạ. Đó, nếu mà trời nắng. Dạ. Các bạn nên vô một lúc phân nữa. Dạ. NPK nữa. Dạ, tiếp tục NPK lần 2. NPK mà NPK tím đó. Dạ, tím của Mỹ như mình giới thiệu cho các anh chị. Là NPK tím của Mỹ. Dạ. Cho nó phân đó là nó cao cấp hơn. Dạ. Là bỏ xuống là cái ngọn mình thấy nó lanh nó đi liền. Dạ. Đó nó dày lá. Đó thì xin nhắc lại các bạn các anh chị. Dạ. Đó rồi bỏ một lúc phân nó được. Dạ. Thì các bạn nghỉ luôn. Dạ. Nghỉ lo xịt thuốc xịt đồ thôi. Dạ. Có ri xịt ri dòm thấy ri xịt dạ, ri mà có dòm thấy hiện tượng mưa là ngừa nắm đồ dạ, liền. Dạ. Đừng có để nắm mấy rồi nó xâm nhập vô rồi mình xịt không có được. Dạ. Lúc 20 ngày thì nho chắc cũng hơn một gan rồi ba, hơn gan.
20 ngày đến 25 ngày là cởi gan, là coi như là hơn gan rồi. Dạ, dạ. Nó khoảng nằm 40 rồi. Dạ. 40 phân rồi. Dạ. Rồi bắt đầu nó gần mà gần giáp tháng. Dạ, gần giáp tháng. Các bạn cột cành được rồi. Dạ. Đó. Rồi sau đó một lúc phân là các bạn không nên bỏ phân nữa. Dạ. Để cho cột cành đúng cột cành là gần tháng cột cành cho nó nằm xuống hết. Dạ. Rồi xong rồi để cho nó trổ luôn. Dạ. Không nên bón phân nữa. Dạ. Khi mà nó trổ là không nên bón phân. Chú ý giai đoạn trổ là không nên dùng phân bón với những cái phân mà dưỡng, những cái phân bón lá mà dạng dưỡng trên cái bông nho không ba ha. Đúng, không có được dùng phân bón lá. Dạ. Mà cũng không nên bỏ phân nữa. Dạ, chú ý. Các bạn mà nó bỏ phân nữa thì nó hút cái đạm cái đồ lên là nó muỗi. Dạ, nó làm mũi. Cho muỗi cái nhị. Dạ. Nó dễ gãy. Ừ. Đó là lúc đó là bỏ phân nên dạ. Xịt mấy thêm mấy cái loại mà nó cứng lá cứng bông nữa. Dạ, mà nó thì dai thì là những thứ gì không ba? Là ví dụ như giai đoạn mà giai đoạn đó là xịt lên một lứa là các bạn dùng natri vô với dạ. Atacol đó. Dạ, thường là giai đoạn mà bông nó đang bắt đầu trổ muỗi thì mình tốt nhất là mình sử dụng Atacol với lại natri vô cộng vô. Dạ, để cộng lại nó hai cái là một cái liêm liếp hẹt, một dạ. Cái nó làm cứng. Dạ. Cứng nhị cứng lá đó. Thì xin chia sẻ các bạn vậy. Dạ, vậy là mình ba đã chia sẻ tới giai đoạn một tháng rồi. Đó, vậy là tiếp một theo một tháng là bắt đầu nó trổ rồi. Dạ. Đó. Dạ. Rồi bắt đầu đến một tháng rưỡi. Dạ, một tháng là rưỡi. Nó qua trái. Dạ. Đó. Nó qua trái. Là như các bạn vừa thấy những cái video mà mùa lụt á. Dạ. Thì tôi cũng rất khổ. Dạ. Đó. Mình mưa là mình lo xịt thuốc, mưa dạ. Là phải lo xịt thuốc. Thậm chí lục là cũng nếu mà lục vô còn nước mà cũng quay lên cho các bạn thấy luôn. Dạ. Lỡ xuống xịt luôn. Dạ. Hết trào chảnh là phải xịt. Dạ. Đó. Cho nên mình có khổ. Dạ. Đó, có cực khổ nó mới có thành quả được. Dạ. Đó. Thì nói chung bữa nay là tôi thành quả rồi. Đây các anh chị xem này. Thành quả rồi. Rất là vàng và đẹp đó. Luôn. Đó. Đó. Các bạn xem. Đây. Đó. Đó. Rồi sau bắt đầu tôi nói tiếp. Dạ. Đó thì một tháng rưỡi dạ. Là nó đã qua trái. Dạ. Qua trái mà các bạn nhìn mà thấy nó qua trái hơn nữa. Dạ. Là các bạn nên nếu mà trời tạnh ráo. Dạ. Thì các bạn nên bón phân vô. Dạ. Tiếp theo là mình sẽ đó. Bón phân gì hả ba? Bón phân đó qua trái là thường thường là tôi xài chia sẻ các bạn là cái phân mà đạm của rong biển á. Dạ. Đó, Rocket của hãng Rocket á. Rocket. Đạm rong biển phân màu xanh đó. Cái hộp xanh á. Xanh xanh dạ quen đó. Xanh dạ quen á. Đó. Đó là nó đạm tự nhiên. Dạ. Chứ không phải như đạm lạnh. Dạ. Đạm lạnh là các bạn không nên bỏ. Dạ. Đó, cái đó là nó làm cái chất bằng rong biển. Dạ. Đó là chất kết là làm bằng từ rong biển, từ thiên nhiên. Rất là phân tốt đó cho là nhau bỏ là cho rất rất ngon. Dạ. Là nó hút lên nó dễ tan, nó hút trái cũng làm cho trái nó lớn đều. Dạ. Và phân đó là tôi nhớ không làm là đóng gói tại Kiên Giang. Dạ. Đó. Kiên Giang là cái phân đó là kêu công ty của Việt Áo. Dạ. Đó là hãng của Rocket. Dạ. Vậy là tới giai đoạn này là mình bón phân được 3 lần rồi. 3 lần. Đó. Dạ. À. Đó. Thì dạ. Vậy tiếp theo nữa là mình sẽ sau đó là mình sẽ tiếp tục như thế nào nữa ba? Thì sau đó nếu mà trời không mưa, trời dạ. Mưa thì thôi khỏi ngót. Dạ. Mà cũng y như bỏ phân mấy cái đợt trước đó. Dạ, thì đó trời mưa khỏi ngót mà dạ. Trời mà thấy các bạn nắng bỏ phân mà thấy nắng ráo khô hàm và là khô hàm lại thì mình ngót lại ngót vô dạ. Cho nó còn cái phân rồi cho nó hút tiếp. Dạ. Đó tại mình bỏ một lần là nó hút không kịp đâu. Dạ, mình phải ngót lại. Mình ngót lại đó. Rồi sau đó là nếu mà các bạn mà thấy nó trời mà không mưa dạ. Thì các bạn nên bỏ thêm một lứa nữa. Dạ, một lứa. Loại phân đó luôn. Là cũng Rocket. Hả ngót, hả mình thấy bỏ phân mà ngót. Ngót dạ. Là lứa chứ ngót là nó đã hút hết rồi. Dạ. Còn nếu mà các bạn thấy trời mà không mưa dạ. Thì các bạn nên bỏ cái phân đó một lứa dạ. Nữa. Bởi vì giai đoạn này là giai đoạn nó cần nó cần đạm, cần đạm nhất không ba ha? À nó cần dinh dưỡng để nó hút lên dạ. Nó nuôi trái. Giống như à. Giống như con người mình mà giai đoạn mà tuổi từ 15 tuổi trở lên đó thì lúc giai đoạn phát triển rất là nhiều nên cần phải bổ sung chất dinh dưỡng thì cây nho cũng vậy thôi. Đó, thì là giai đoạn này mình tiếp tục bổ sung đạm không? Tiếp tục bổ sung dạ. Phần rong biển đó. Dạ. Đó. Rồi
xong là bắt đầu các bạn cũng làm y chu kỳ vậy. Một tháng rưỡi vậy là nếu mình bỏ lần hai tầm cũng gần 2 tháng rồi. Gần 2 tháng. Đó. Là nhờ lúc này giai đoạn gần 2 tháng thì lúc đó là chắc nhà mình là cũng gần tỷ quả nước một rồi ba ha. Đúng, lúc đó là nếu đó là gần 2 tháng là tỷ quả lần một rồi. Dạ. Đó. Thì bắt đầu kế tiếp. Dạ. Đó, kế tiếp là sau đó là mình bỏ tiếp hai lứa phân đồng biển rồi. Dạ, hai lứa đồng biển nữa. Bắt đầu làm bốn lứa phân rồi. Mình nghĩ phân đó. Dạ. Bắt đầu mình qua NPK lại. NPK NPK của đầu trâu hay là của phân tím Mỹ gì cũng được không anh? Cũng được, hai loại đó muốn bỏ loại nào cũng được. Dạ. Đó. À, phải có NPK. Dạ. Lúc đó là thời điểm đó là hai tháng mấy. Dạ. Là bắt đầu cái cành trong này nó đã chạy gỗ rồi. Bắt đầu chạy gỗ. Bắt đầu chạy gỗ hai tháng hai đổ lên là nó chạy gỗ rồi. Bắt đầu chạy ra. Chạy ra. Đó là các bạn nên dùng NPK. Dạ, NPK. Đó. Dùng NPK các bạn là cũng ngót nước lại vậy. Đó, rồi bắt đầu từ hai tháng rưỡi. Dạ. Là bắt đầu hai tháng rưỡi là chỗ đi á, dạ. Chỗ đi á 3 tháng á. Dạ. Là các bạn bón kali. Kali. Kali, dạ. Kali trắng á. Dạ. Còn đó. Mà con nhớ là hình như ông ba còn thêm một lứa đáp nữa mà ta. Có không ba? Không. Cái giai đoạn á. Lứa đáp là trời nắng á. Dạ trời nắng mình mới bỏ, còn mà trời mưa cũng không cần. Như mùa mưa mà mùa canh tốt thì mình không nên thôi ba. Không cần. Còn ví dụ như mà mùa nắng bây giờ mình bấm này thì ra di nữa thì mình sẽ có công thoát khác. Đúng. Dạ. Đó là mùa nắng này trở đi thì mình phải có một lứa đáp. Dạ. Đó, đáp là nó cũng dạng lân với đạm thôi. Dạ. Vậy đó. Là song song giai đoạn từ mà 2 tháng đến giai đoạn 3 tháng thì mình sử dụng những cái loại thuốc nào nữa ba? Ví dụ như mà mùa này thì lúc trước con nghe ông ba có chia sẻ từng tập á là có phòng nấm xám này hay là tháng thư này đó hay là bệnh móc xương đồ đó thì ba chia sẻ thêm để cho nhiều anh chị hiểu rõ hơn, xem tập này là có thể là biết toàn tập quy trình của một cái vụ nho của Phạm Hồng Yến của mình luôn á ba. Dạ. Thì nếu mà giai đoạn mà nó hai tháng mấy á, dạ. Thì các bạn mưa là cũng phải giữ thuốc kháng thư rồi lên. Dạ. Đó. Dạ. Kháng thư là móc xương. Dạ. Đó, nếu mà mưa thì các bạn nên xài mấy cái thuốc nóng á. Dạ. Đó, mùa mưa là phải nên xài mấy loại thuốc nóng. Dạ, nóng. Các bạn như xẹt co, ridomin. Dạ. Rồi Acimitop. Dạ. Acimitop là tôi nói cái chai nắp vàng á. Dạ. Còn Amitatop là cái chai nắp xanh. Dạ, các anh chị hãy chú ý hai loại khác nhau nhé. Nó giống cái chữ nhưng mà hai loại khác nhau. Dạ. Đó, xài mấy cái đó lên là nó bảo đảm nó xài nhất là Acimitop á. Dạ. Là nó kháng thư nó ngừa rất hay. Dạ. Đó, mà nó làm sạch cái trái. Dạ. Nó không có đóng bột nhiều. Dạ. Đó, mà nên mùa mưa thì các bạn cũng phải nên dùng thuốc bột. Dạ. Đó, để cho nó bám trái, là nhắc lại các bạn là cộng thêm bám dính. Bám dính các anh chị chú ý nha. Mưa thì bám dính. Nhiều hôm mình xịt vừa hết vàng là mưa nó đổ xuống. Dạ. Thì nó phải có cái thuốc bám dính, là xịt qua là nó dính liền. Dạ. Đó. Đó xin nhắc lại cái vậy. Dạ, là thì lúc nãy thì ba có nói tới là cái mình bón phân cái lứa cuối cùng là cái kali á, là giai đoạn là từ khoảng 2 tháng rưỡi. Hai tháng rưỡi là bón được không ba? Là lúc đó là nho là chuẩn bị bói rồi ba ha? Đó, lúc đó là nó chuẩn bị nó đùa gỗ ra cả tới cái cuốn nho rồi đó. Dạ, lúc đó thì là nó đùa tới cái cuốn nho rồi đó. Anh chị thấy không? Cuốn chùm rồi đó. Nguyên tắc mà nho mà muốn khỏe mạnh đó thì khi mà chín đó, thì cành nó sẽ đùa gỗ ra này. Đó, và cái cuốn này đó. Nó sẽ đổ đùa gỗ xuống cái cuốn luôn thì đảm bảo chùm nho đó là đảm bảo ăn rất chất lượng. Đó, là giòn, bây giờ là rất là ngọt. Nó đùa gỗ hết luôn nè. Dạ. Nó đùa gỗ ra ngọt luôn. Các anh chị chú ý nha. Nó chín là nó đùa gỗ ra hết là cái cành nó rất khỉ. Cành rất là mập nè. Mắt ngủ rất là to chắc nè. Và đi ra đó đều và đảm bảo cái chùm nho này đảm bảo được chất lượng mà ăn cực kỳ ngọt và giòn. Đó. Dạ, vậy thì tiếp theo là cái giai đoạn mà mình bón phân kali á thì cái quy trình bón phân và phun thuốc của mình cũng bắt đầu là cũng kết thúc hả ba, để mình cách ly an toàn để cho các anh chị thì đến những chùm nho của mình đến tay người tiêu dùng cực kỳ an toàn đến sức khỏe á. Đúng. Dạ. Là thì xin nhắc lại các bạn là
bón phân kali là các bạn phải bón hai lần. Dạ. Chứ không phải là một lần. Kali là hai lần. Không đủ cứng cành cứng cái. Dạ. Đó, hai lần rưỡi với các bạn nên bón một lần. Bón một lần. Đó. Rồi xong là đúng là coi như gần 3 tháng. Dạ. Đó. Nói chung là các bạn bỏ cái lúa đó ngót lại. Dạ. Rồi bỏ tiếp. Dạ. Đó là nó cũng gần 3 tháng là 3 tháng hay là 3 tháng hơn rồi. Dạ. Là lúc đó là bón đủ phân. Dạ. Đầy đủ phân hết là các bạn nghỉ. Dạ. Đó. Các bạn có quyền nghỉ rồi, không nên bón nữa. Là từ giai đoạn 3 tháng cho đây là mình bắt đầu nghỉ phân. Đúng. Dạ, và nghỉ thuốc luôn. Nghỉ phân, nghỉ thuốc luôn. Dạ. Đó, từ 3 tháng đổ lên là nghỉ thuốc. Dạ. Là bữa nay là nho tôi là được 3 tháng 11 ngày. 11 ngày. Là nghỉ trước 3 tháng. Dạ. Đó, tại vì đợt này, năm nay là mùa mưa lũ. Đó, cho nên là cái chùm nho nó chín rất nhanh. Dạ. Năm nay trào mát nữa. Dạ, trời đó. Hiện tại thời tiết ở Ninh Thuận rất là tốt. Mát. Là dạ. Cái chùm nho nó chín rất nhanh. Dạ. Chứ không phải như tháng 2, tháng 3 thì nắng. Dạ. Cái chùm nho nó chín rất chậm. Dạ. Nhưng mà cái mùa mát này là cái chùm nho nó chín rất nhanh. Dạ. Đó, nó ngọt nhanh. Dạ. Đó, thì vậy vậy từ mà khi mà 3 tháng mình không còn bón phân, vậy còn cái lịch theo nước của mình tới mà khi thu hoạch xong thì sẽ như thế nào hả ba? Các bạn cũng thở theo mà coi như là 5 đến 7 ngày thấy hầm nó khô. Dạ. Như tôi đây nè. Đây nè. Bây giờ cái này là đang bắt đầu khô hả ba? Cứ 5 đến 7 ngày thấy nó khô là tráng rồi thôi. Hầm này là có còn ướt này, hầm này thì ba theo được mấy ngày rồi nè. Cái này là còn được hơi ướt nè. Cái này là được 3 ngày rồi. 3 ngày vậy thêm 2 ngày nữa ba ha. Thêm 2 ngày nữa. Đây nè, các anh chị xem. Đó. Thêm 2 ngày nữa. Là các bạn chú ý là nhà chín rồi các bạn không nên theo này. Dạ không nên theo, mình vừa chán thôi ba ha. Qua cái hầm nó cũng đầu này nó cũng cái đuôi là dạ, đắp rồi. Đó, còn đắp cái đuôi phía dưới kìa. Nó không còn phải tràn lên bờ luôn. Không cần phải tràn hay như là lúc trái xanh. Dạ, tùy theo giai đoạn. Trái non. Ừ. Đó, trái non là nó nếu mà trời không mưa là nó cũng cần phân cần nước lắm. Dạ. Đó, nó hút nước dữ lắm. Dạ. Cái nho nó vậy là nó mạnh lắm. Dạ. Đó, nó chịu khô được mà dạ. Khô rồi là nó cũng chịu hút nước dữ lắm. Dạ. Đó. Đó xin chia sẻ các bạn vậy. Dạ và em xin nói thêm á, đây là video em với ba em chia sẻ theo kinh nghiệm tại farm của em. Còn quy trình đó thì nhiều hộ dân thì mỗi khác thôi. Còn các anh chị mà xem mà thấy ở đâu mà dùng hiệu quả hơn, thích hợp hơn thì mình có thể theo dõi và mình sẽ tổng hợp thêm. Như ở farm em thì em chăm sóc và vẫn nâng cấp hàng ngày cái kỹ thuật, chứ không có giữ theo cái lối mòn hoài. Đó mà hiện tại thì em theo kỹ thuật này, nhưng mà tương lai mà em thấy cái nào mà hiệu quả hơn, những sản phẩm mới hữu cơ mà tốt hơn thì em vẫn sử dụng. Và tiếp theo á là những cái sản phẩm phân thuốc của em á, là em sử dụng cái loại nào hay và hiệu quả thì em chia sẻ thôi, chứ em không có liên kết với những hãng phân thuốc nào hết. Đó, nên là các anh chị hãy cực kỳ yên tâm nhé. Đó, farm em mà sử dụng tất cả luôn, đều tất cả các hãng luôn. Hãng nào mà hiệu quả thì em dùng thôi, hãng nào mà không hiệu quả thì em cũng nói rõ với các anh chị để cho các anh chị biết. Tại bởi vì rất là nhiều hãng thuốc là mình không biết cái loại nào tốt, loại nào không thì mình phải sử dụng, mình phải theo dõi thôi mình mới biết. Đó, vậy là đến giai đoạn thu hoạch rồi thì nhiều anh chị có một câu hỏi cũng rất là vui là ví dụ nho đỏ mà thường chín thì nó lên màu đỏ là mình biết nó chín rồi. Vậy là còn ví dụ nho xanh thì con thấy là hay như các anh chị á là thấy toàn là màu xanh hoặc vàng lên thì cách nhận biết như thế nào ba? Nho chín đối với nho xanh nè. Bây giờ là xin là tôi cũng hướng dẫn cho các bạn là cái phân biệt là cái chùm nào chín và cái chùm nào không chín. Dạ. Đó. Đây. Bây giờ rất là nhiều nha các anh chị. Đó. Bây giờ chẳng hạn. Dạ. Bây giờ như các bạn là thấy cái chùm này nó ngã qua màu đây, vàng. Mời các anh đó. Chị cùng tham quan cái vườn nho xanh nhà em luôn nhé. Đó. Cái chùm này nó ngã qua màu vàng là nó đã chín. Dạ. Đó, chẳng hạn như chùm này. Đây. Đó. Đây. Nó ngã qua màu vàng nè. Dạ, đây. Thứ nhất là đúng. Mình phải xem màu sắc của cái chùm nho của mình trước tiên không ba. Đúng. Cách nhận biết đầu tiên là chùm nho nó sẽ vàng lên. Nó ngã qua màu vàng. Dạ. Màu vàng nó ngã qua màu vàng là nó rất đẹp. Dạ. Đó. Đó nó là nó đã đủ độ đường rồi. Dạ. Và tiếp theo cái nhận biết đầu tiên là như vậy,
còn có những cái cách nhận biết thêm nữa không ba, để mình lựa chọn một chùm nho thật là chất lượng nhất. Mà còn xanh, dạ, nó màu xanh như vậy là nó chưa chín, là chưa chín, đây. Chưa chín. Nó xanh này, nó xanh, xanh mà mình chín. nhìn trong cái ruột cái trái nó vẫn chưa trong này, đó. Chẳng đó. Còn cái chùm này là nó đã ngọt rồi nè, ngọt không rồi nè, nó vàng này, nó vàng. Đó. Đó, mà các bạn chú ý là ở cái cuốn nó chạy gỗ luôn nè. Dạ, đó. Đó. Vậy cũng là cái nhận biết thứ hai là mình nó chạy gỗ luôn mình nè. Xem nó, cái cành và cái cuốn không ba ha? Cái cuốn này, các anh chị thấy không? Nó vàng ngọt. Là cái cuốn là nó cũng chạy gỗ luôn. Nho đổ đồ đường nữa nè, một cách nhận biết tiếp theo là các anh chị thấy không? Cái cuốn nó chuyển sang màu nâu chín. Nó càng lan xuống cái cuốn càng sâu thì cái độ ngọt càng cao không ba? Càng cao. Đó. Đó, các bạn chú ý vô đó. Được. Đây nè, như các anh chị thấy không? Mấy chùm xanh này. Còn xanh. Thì nó chưa nè, cái cuốn nó còn xanh nè. Cuốn được. Đó. Đây. Đó. Mời các anh chị tham quan. Nhìn theo những cái chùm này. Đây, chùm này chạy gỗ nó rất đẹp rồi nè. Đủ độ đường rồi đó. Đây nè. Đó. Nó chạy gỗ xuống. Đây. Đây là cách nhận biết của nông dân Ninh Thuận em nhé. Và đặc biệt là ở farm em. Đó. Đó. Và em xin chia sẻ thêm, mà nếu mà các anh chị mà muốn biết rõ hơn nữa thì mỗi chùm nho mình có thể nếm thử đó, thì thấy ngọt. Thường là kinh nghiệm mình nếm ở trên hay dưới ta ông ba? Nếu mà mình không biết chắc chắn luôn mà mình muốn thử mà mình biết là chùm nho nó ngọt đều thì mình thử ở phía trên hay phía dưới không ba? Nếu mà chùm nho nếu mà nó ngọt đều các bạn là thử ở dưới. Dạ. Thử ở dưới nó ngọt là ở trên, nếu như ở dưới ngọt 8. Dạ. Ở trên là nó ngọt mù. Dạ thì à, theo hơn ở dưới. Em xin chia sẻ thêm. Thường là nho nó chín ở trên chín xuống. Xin, đây nè, với cấu trúc của chùm nho thì phần này là phần đầu này, phần này là phần đuôi. Đó, thì thường thì chất dưỡng nó chỉ tập trung từ trên đi xuống. Nó ngọt trên ngọt xuống. Nên là nếu mình thử phía dưới nè. Nếu ở dưới mà nó ngọt 80% là mình cắt là rất là ngon rồi ba ha. Ngon. Đó. Đây. Đó. Mà xin các bạn là lưu ý. Dạ. Là những cái chùm nho chín có cái trái nào thúi thì dạ, các bạn dạo tỉ ra. Dạ. Đó, chẳng hạn như trái này. Dạ, mình tỉ. Đó, một hai trái nước nó thúi. Đó, mình phải tỉ ra. Đây. Các bạn mà không tỉ là nó thúi đây. Nho thì rất là nhiều quả. Đó. Nên là chẳng thường hạn như cái chùm này đây, nó bị thén thư rồi á. Thén thư nè. Rồi nó thúi. Rồi nó xì ra này, gặp xương này. Đó, hiện tại là xương. Đó. Nên là nó bị thúi nè. Đó. Và tiếp theo thì ba em sẽ dẫn các anh chị lên xem cái cảnh đang đóng hàng nho của ở farm em. Bởi vì farm em là đóng hàng trực tiếp từ vườn đi tới tận tay của khách hàng luôn. Đó, đến từng nhà luôn. Hoặc là nhiều cái các anh chị mà có cửa hàng trái cây này. Đó, thì farm em vẫn liên kết và để gửi hàng là trực tiếp đến tay người tiêu dùng mà không có còn phải qua là trung gian. Đó, thì cái giá cả thì nó sẽ cao và mình đóng hàng thì ở em thì đóng hàng cực kỳ chất lượng rồi nên là đảm bảo nho sẽ ngon, giọt, giòn và cực kỳ ngọt. Đó. Dạ, vậy ba hãy dẫn các con lên xem cái cảnh mà đóng hàng ở farm mình đó ba. Thì bây giờ xin mời các bạn và các anh chị theo tôi để lên xem bây giờ đang vào hàng. Dạ. Đó, đang thu hoạch. Dạ. Lúa đầu tiên. Ừ. Đó. Và tỉ bông á. Dạ, để bông. À, lúa đầu tiên. Thường mà nếu mà độ ngọt mà đảm bảo thì tầm khoảng 3 tháng 20 ngày thì đúng, mình sẽ cắt rổ ba ha. Đúng, 3 tháng 20 ngày là nói chung là từ 20 dạ, Tết đổ lên là rộ luôn. Dạ, và vườn mình rộ dự kiến là bấm cắt nho là đến khi nào là sẽ thu hoạch hết cái vườn này. Vườn này rất là sai nè. Dự đoán là cũng phải cả 5 tấn nho nha các anh chị. Đó. Thì theo tôi dự đoán á là nho này là đúng ngày cuối Tết á. Dạ. Ngày 28/9 là nó cũng còn ít hơn. Dạ. Nói hết thì mình không có nói hết được. Dạ. Nhưng mà cũng còn một số chót xanh. Dạ. Thì mình chưa ngọt thì mình để lại ra riêng. Dạ. Đó thì xin chia sẻ các bạn vậy. Dạ. Thì bây giờ mời các bạn với anh chị theo tôi. Dạ. Để lên xem đóng hàng. Dạ. Vào hàng đi các tỉnh. Dạ. Nếu mà các tỉnh nào có nhu cầu thì điện cái farm tôi. Đó, điện số con tôi á. Dạ. Là chỉ đóng hàng luôn. Dạ. Rõ hàng cho các bạn. Dạ. Có tỉnh nào nhu cầu để dùng dịp Tết luôn ba ha. Dịp Tết. Đó. Dạ.
bây giờ các bạn cùng theo tôi. Dạ, đây. Đây. Trong thời gian đi theo dõi thì đây. Đây là những chùm nho đang bắt đầu chín lên này, của Phạm Nghiêm này. Đó. Đây. Đây. Trong thời gian chờ ba của em gọi điện thoại á thì em sẽ đi quay những cái chùm nho này đang chín này để cho các anh chị cùng xem nhé. Đây rất là đẹp và rất là chắc tay nha. Đây là những chùm nho loại một nha, rất là đẹp và rất là vàng rồi nè. Đó, đây, đây các anh chị cùng xem. Ngày nào em xuống vườn nho và xem cái những chùm nho đây lủng lẳng và rất là xinh xắn và triệu quả thì cũng rất là mê, không bao giờ chán nha các anh chị. Đó. Đó. Đây. Đây. Và đây là cái tập cuối cùng nha. Đó, thì các anh chị thì xem tổng hợp luôn. Nha, đó. Đây mời các anh chị hãy đến xem cảnh đóng hàng tại Farm Em nhé. Giờ đây. Đó, bây giờ mời các bạn và các anh chị đó xem là đây. Coi như là công tôi đang đóng hàng. Đó, đóng hàng đi các tỉnh. Ừ. Đây. Và nguyên tắc mình đóng hàng là mình đóng thùng giấy như thế này hả ba? Đúng, là các bạn là thường là đây, các hàng là phải đóng thùng giấy. Dạ. Thùng giấy này là đi nó bảo đảm hơn. Dạ. Một thùng đó. Này là khối lượng bao nhiêu ba? Một thùng này là nếu mà đúng 10 kg. Dạ. Đó. Một thùng là 10 kg. Đây, các anh chị xem đây. Đây những chùm nho loại 3 này. Đó. Cái này nho là loại 3. Đó. Đó. Ừ. Loại 3. Rồi. Nho mà mình bán ra cho khách tiêu dùng á thì mình chia ra những loại nào hả ba? Đây là những cái chùm nho loại 3 là chùm nó mình phân chia là theo kích cỡ là như thế nào hả ba? Thì chia sẻ các bạn là nếu nho thì nó có 3 dạng. Dạ. Đó. Nếu mà cái dạng này là kêu nho xô. Dạ, nho xô là loại 3, loại 3 là dạ. Cái giá nó khác. Dạ. Đó. Đó. Còn cái loại nhì. Dạ. Cái loại nhì là dạ đây, ba chỉ trên vàng của mình nè. Trên vàng có rất là nhiều kích cỡ này. Đó. Đó. Như cái loại nhì là nó gọn gì? Dạ. Đó, nó gọn gọn gì? Dạ. Nó cục gì là dạ. Kêu loại nhì. Dạ. Đó, gọn gì? Dạ. Đó. Là hàng ở đó. Ở mình là gọi là hàng mặt không ba? Hàng mặt. Đây. Kêu hàng mặt. Ừ. Còn mà cái loại một á dạ. Là nó phải gì? Đây. Chùm nó phải cây gì? Ừ. Đó là chị chỉ các bạn là này loại một. Dạ, đây. Nó phải cây gì? Chùm. Cây gì hết. Ừ. Đó, loại một là cây gì hết. Dạ. Mà kêu loại một là dạ. Nó có ba giá. Vậy là chất lượng nó như nhau nhưng mà chỉ khác nhau ở cái kích thước của chùm nho của mình thôi ba ha. Đúng. À, ừ. Kích thước cái chùm nho thôi. Dạ. Là nó mỗi giá mỗi khác nhau. Dạ. Đó. Và em xin chia sẻ thêm cho các anh chị nha. Thì thường á mà theo phân loại á thì loại 1 á là từ 2 đến 3 chùm 1 kg. Còn loại 2 á hay còn gọi là hàng mặt á là từ 4 chùm, khoảng 4 chùm 1 kg. Còn hàng xô là hàng loại 3 thì khoảng từ 7 đến 8 chùm hoặc 6 chùm, 6 chùm đến 8 chùm đi. Đó. Thì các anh chị mà có nhu cầu á mà đặt hàng về á thì hãy liên hệ qua số điện thoại của Farm Em là 035 549 3505 gặp Hồn để được tư vấn và được nhận đơn đặt hàng nhé. Đó. Đây. Dạ, ở trên đây thì vườn mình con thấy mình cắt cũng trống rồi thôi. Vườn này là hình như là mình nó chín trước hơn là vườn ở dưới hả ba? Vườn đây. Trên này là đây. Cắt coi như là được coi như là một tuần này rồi. Dạ. Đó, những nói chung là cái nào chín mình tỉ trước. Dạ. Đó, cái vàng trên này nó chín trước. Dạ. Đó. Nó nứt trước thì nó chín trước. Dạ. Đó, vậy là tôi tỉa cỡ cũng phải cả tuần này rồi. Dạ. Đó. Vậy là nho là mình là nó không chín đồng loạt, tại nhiều anh chị là thắc mắc là không biết là phải chờ nho nó chín một lần luôn mới
thu hoạch hay như thế nào, thì thường là nho mình phải, ví dụ chùm nào chín trước thì mình sẽ cắt trước hả ba? Đúng, là nho là nó không chín một lần được. Dạ. Thế chùm nào chín trước, mình thấy chín trước thì mình cắt trước thôi. Nếu mà các bạn để một lần thì cái chùm chín trước là coi chừng nó bị hư. Dạ, nó chín quá. Là nó cũng bị hư. Dạ. Đó, là mình phải tranh thủ mình cắt. Dạ. Đó, mình phải cắt nhiều ngày. Đó, thì chia sẻ các bạn và các anh chị nó như vậy. Dạ. Vậy thì video của hai ba con mình á, đến đây là cũng đầy đủ rồi. Con cũng thay mặt các anh chị cảm ơn ba rất là nhiều đã có đã quay toàn tập vườn nho xanh này, từ lúc mà bấm cành cho tới hiện tại là thu hoạch này, là nhiều anh chị cũng nhờ vào những cái video của mình quay á, cũng xem và cũng có nhiều vườn đã gửi hình ảnh về cho con á, là trồng lên rất thành công và cũng cảm ơn ba rất là nhiều. Thì con cũng thay mặt các anh chị cảm ơn ba đã bỏ ra một số thời gian để chia sẻ cho các anh chị cùng xem đó. Vậy là con thay mặt các anh chị cảm ơn ba rất là nhiều nha. Thì thôi bây giờ đến đây là cũng cũng gần qua, gần đến sắp một cái tới rồi. Dạ. Thì tôi cũng xin chào các bạn và các anh chị đó. Các bạn và các anh chị nào hâm mộ cây nho trên cả nước thì tôi cũng chúc cho các bạn và các anh chị một năm mới nhiều sức khỏe và vạn sự như ý. Dạ. Xin đến đây là cũng xin chào các bạn và các anh chị. Dạ. Đó, một cái Tết được ngon vui xuân đó, nhiều sức khỏe. Dạ. Xin chào. Dạ. Thì các anh chị hãy yên tâm nhé, thì cái vườn nho của em đến đây là chỉ quay kết thúc cái vườn này thôi. Và ba em với em cũng sẽ đồng hành và quay thêm những cái kỹ thuật và những cái kỹ thuật mới của những giống nho mới nữa. Nên là các anh chị hãy yên tâm nhé. Dạ, vậy là con thay mặt các anh chị xin chào ba nhé. Dạ. Xin chào các bạn. Dạ. Đó, thì em sẽ quay lại một lần nữa để cho anh chị cùng xem nhé. Đó, đây là cái video cuối cùng mà em về cái vườn nho xanh rồi. Đó. Đó. Thì em rất vui khi được hỗ trợ kỹ thuật cho các anh chị và vui hơn là nhiều anh chị đã xem kỹ thuật của em và trồng thành công và ra những cái chùm nho chất lượng ở các tỉnh khác nhau. Thì đó, đó là cái niềm vui mà không gì bằng hơn. Đó. Thì video của em đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở những video tiếp theo nhé. Thì hiện tại thì gần đến Tết Tân Sửu rồi. Thì em cũng xin chúc các anh chị là sẽ gặp rất nhiều may mắn và sẽ có một cái Tết thật là ấm no và hạnh phúc nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại các anh chị.